Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Beautiful Car và Việt Nhật Auto. Hôm nay thì tôi lại mang đến cho anh em một trong những siêu phẩm hạng D, giá rất hợp lý. Một chiếc xe có thể nói là khá lướt ở thời điểm hiện tại, đó chính là Mazda 6 phiên bản 2.5 Premium, sản xuất và đăng ký lần đầu 2019, một chủ từ đầu, đã chạy 3.3 km. Cam kết với anh em 100% là xe chuẩn, zin, máy móc, hộp số, keo chỉ nguyên bản, không đâm đụng, không ngập máy, không ngập nước, không bổ máy, hộp số, keo chỉ zin và không tranh chấp về pháp lý. Anh em nào muốn xem chi tiết từ A đến Z thì xin vui lòng ghé qua 89 Trần Thái Tông, Việt Nhật Auto để có thể trải nghiệm thực tế cũng như là thương lượng về mức giá của chiếc xe này. Hiện tại chiếc xe này thì bên em đang chào bán giá là 889 triệu có thương lượng cho anh em và hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe. Một chiếc xe rất tuyệt vời, 2.5. Ở trong phân khúc hạng D này, tức là một chiếc sedan cỡ trung rồi, thì mình sẽ có các đối thủ như là Camry này, Mazda 6 này, Kia Optima này và Hyundai Sonata. Mỗi một chiếc xe thì lại mang trên mình những cái ngôn ngữ thiết kế, những cái định hướng khách hàng khác nhau. Ví dụ như là Camry thì sẽ hướng tới những doanh nhân thực sự. Mazda 6 thì rất trẻ trung, nam đi cũng đẹp, nữ đi cũng đẹp, và rõ ràng là một chiếc xe có thể nói là đánh bóng rất nhiều cho mình, cũng như là mang lại một cái cảm giác lái rất tốt. Kia Optima thì có phần nào đó nó rất là nam tính, trong khi Hyundai Sonata thì nó có cái gì đó nó hơi nữ tính một chút. Đấy. Ở chiếc Mazda 6 2.5 Premium 2019 này, anh em sẽ có tất cả những cái công nghệ, tất cả những cái thứ gì mình cần thiết trên một chiếc xe ô tô. Ví dụ này, động cơ 2.5 Skytip tăng tốc rất sướng, chạy cực kỳ tuyệt vời, cảm giác đạp chân ga cái là lút cán luôn. Đèn full LED này, cửa sổ trời này, phanh tay điện tử, húp hắt kính này, loa bâu này, 6 túi khí quanh xe này, cảnh báo trạch làn, i-stop, nói chung nhiều quá kể liệt kê bây giờ mỏi hết cả miệng. Đấy, 889 triệu anh em nhé, hỗ trợ trả góp 70%, có nghĩa là anh em chỉ cần thanh toán khoảng 30% tương đương 250 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu mẫu xe này rồi. Bây giờ thì mời anh em chúng ta ngó qua tổng thể một chút về chiếc Mazda 6 này. Đây, phần đầu anh em thấy ngôn ngữ thiết kế Kodo này, giải đèn LED này, có rất nhiều tính năng, ví dụ tự động bật tắt này, rất là thông minh, cảm biến góc trước, cảm biến trước, trang bị rất là đầy đủ, đèn LED gầm đó. Ở bên hông nhá, bản 2.5 thì anh em sẽ có một cái bộ la răng to như thế này. Đấy, 19 inch thay vì 18 inch trên những cái phiên bản 2.0 thấp hơn. Ở phần thân này mình sẽ có thêm cái tay nắm cửa mạ caro, cái tay nắm cửa cùng màu thân xe này. Ra vào xe thông minh, gương chiếu hậu chỉnh điện cục điện và có cả cảnh báo điểm mù trên gương cho anh em nhé, rất là an toàn. Đấy. Ở phần đuôi này, anh em sẽ có toàn bộ đèn, cũng là đèn full LED này, camera lùi này, cảm biến lùi, cảm biến góc này, bô thể thao lipo. Đấy. Bô đôi luôn anh em nhé, rất là thích, nghe tiếng máy sướng lắm. Xem nào, xem cốp có rộng không. Đây, cốp của Mazda thì nó sẽ không sâu như những dòng xe khác, anh em nhìn thấy đấy. Dưới cùng này thì vẫn là kích lốp dự phòng, cũng như là dụng cụ sửa chữa, và lốp sơ cua này chưa hạ lần nào đâu. Chủ xe đi dữ lắm, anh em có hoàn toàn có thể yên tâm với cái chiếc xe này, cũng khá là hiếm trên thị trường đấy. Mời anh em chúng ta vào trong khoang nội thất đi, để khám phá một chút về nội thất của chiếc xe này, xem 889 triệu, chạy 3 vạn thì nó còn giữ được chất liệu da như nào nhá. Mời anh em ạ. Ở hàng ghế thứ hai này thì nó gần như mới, tại vì cũng rất ít khi sử dụng ở cái hàng ghế thứ hai này. Mình sẽ có kệ tì tay cho tất cả các vị trí này, dây đai an toàn 3 điểm, cửa gió điều hòa hai vùng độc lập luôn cho anh em. Đây nhá, tôi sẽ ngồi thử để cho anh em thấy nó rộng như nào. Sedan hạng D mà, đây, rất là thoải mái luôn, chả có gì để chê trách phàn nàn về cái chiếc Mazda 6 này cả. Trần này là trần kiểu nó không phải trần nỉ đâu. Đấy. Nó giữ, có lẽ là giữ sạch rất là dễ. Ok, lên khoang cabin nhỉ. Anh em sẽ thấy một đầy dãy bầu trời công nghệ luôn. Đúng là Mazda, lúc nào cũng phun phè phè công nghệ cho anh em. Chạy những chiếc xe như này đúng thực là mang tính chất là phục vụ mình. Toàn bộ gương này, chiếu hậu, chỉnh điện, cụp điện này, cửa điện hết. Đấy, đây anh em nhìn, một loạt các công nghệ bắt đầu ngay từ vị trí này luôn. Ví dụ như là rèm cửa phía sau chỉnh điện này, cân bằng điện tử, cảnh báo trạch làn, công nghệ i-stop, bật tắt, cảm biến quanh xe. Đấy, tôi để nổ nhá, start top này. Đó, anh em sẽ có một cái vô lăng cầm nắm rất là sướng, bởi vì nó bọc da toàn bộ mà, cầm sướng ấy. Logo thì sáng choang rồi, các nút bấm thì
có phun phè phè. Trên vô lăng này anh em có cruise control này và có cả lẫy chuyển số thông minh nhá. Anh em hoàn toàn có thể chạy ở chế độ sport được, đi rất sướng. Đây, 3.3 vạn. Rồi ạ. À, một số các tiện nghi khác anh em có thể dễ dàng nhìn thấy này, ví dụ như là màn hình hắt kính HUD, không biết ở góc quay này anh em có nhìn được không, hy vọng là anh em nhìn thấy. À, màn hình giải trí 7 inch, nếu mà anh em nào có điều kiện Việt hóa nữa thì thích lắm. Loa Bose, điều hòa hai vùng độc lập. À, hộp số tự động, chức năng sport, toàn bộ phím điều khiển, phanh tay điện tử, thứ không thiếu gì cả. Đấy. Và cuối cùng là trên đầu tôi nó có một cái cửa sổ trời rất là khoái. Ok chưa anh em? 889 triệu nhá. Anh em sẽ có một chiếc xe tuyệt vời như thế này. Nó chỉ tương đồng với mức giá của một chiếc tầm khoảng Kia Cerato bản full nhỉ? Xong rồi đăng ký biển Hà Nội. Đấy. Nhưng anh em có hẳn hạng D đi, tội gì nhỉ? Rất nhiều sự lựa chọn. Mời anh em ghé qua 89 Trần Thái Tông, Việt Nhật Auto để trực tiếp trải nghiệm mẫu xe này. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video và đừng quên like, subscribe kênh để nhận những cái video về mới nhất về những chiếc xe mà chuẩn bị về cửa hàng. Cảm ơn anh em.